rộng mênh mông. Vài tác phẩm phải nói là cực kỳ lớn. Nhìn thấy biển 34 chắc là của đoàn Hải Dương này. Đấy. Nhìn thấy đoàn Hải Dương nhìn là biết ngay chơi trội quá. Toàn hàng khủng thôi. Tại vì là đứng ở trên đằng sân khấu nhìn thấy một cái là phải xuống đây ngay. Chơi trội quá. Toàn hàng khủng thôi. Ông kia vừa ban tổ chức hôm ở Kẻ Sặt này đã. Chuẩn luôn gì nữa. Này nhà mình mang mấy cây hả anh? Đúng rồi. Cây này cây gì mà khủng khiếp đấy anh nhỉ, to nhỉ. Đây nhìn cây me à anh. Dàn tùng lá hán này để cho nó nhẹ nhàng thôi. Đấy, xem đoàn Hải Dương kê bê hạ cây xuống rồi. Đấy. Ê mấy anh siêu cẩu, cái dãy này cho gọi vào dịch khoảng cỡ 1 mét nhá. Tầm này đấy. Đây là nhô quá ra 1 mét đấy. Đây này, cái gạch màu trắng của ban tổ chức đến đây mà. Đúng. Đang nghĩ anh vén vào đây này thôi, thôi làm tí đấy. Sao vậy chứ gì? Quá đây à. Ủa. Toàn Bình Giang Hải Dương một dàn tùng, toàn dàn hàng tùng quý này. Dàn tùng lá hán cực quý. Này là đẹp rồi. Theo dịch vật